cách kết hợp men vi sinh, tăng đề kháng, kẽm để con ăn ngon, hấp thu tốt từ bác sĩ. Thế thì rất là nhiều bố mẹ sẽ có một cái quan điểm đó là em bổ sung cho con thì em muốn khi nào con có vấn đề thì bổ sung, rồi em muốn rằng là em sợ con mình bị phụ thuộc. Nhưng thực ra ấy, có những thứ bạn có thể bổ sung hàng ngày cho con và nó cực kỳ tốt. Đó thứ nhất đó là men vi sinh các bạn ạ. Có nghĩa là các bạn cứ nghĩ rằng là bổ sung men vi sinh sợ con mình bị phụ thuộc, nhưng bạn ăn sữa chua hàng ngày bạn có sợ bị phụ thuộc không, bạn ăn cơm hàng ngày bạn có sợ bị phụ thuộc không? Tất nhiên là không, đúng không các bạn? Thế thì men vi sinh thực ra nó là cái sản phẩm nó hiệu quả cao hơn thôi. Có ví dụ như là bạn muốn bổ sung một cái lượng vi sinh vật khổng lồ khoảng 5 tỷ đến 10 tỷ lợi khuẩn cho em bé một ngày thì ăn sữa chua không biết bao giờ mới đủ, vài chục hộp mới đủ, thì ở đây chúng ta chỉ cần 5 giọt men là đủ chẳng hạn thế. Mời đến. Ví dụ như là các loại men vi sinh đó, các loại vi sinh vật có lợi có thể có ở trong những rau xanh, nhưng bây giờ chúng ta không tìm được cái nguồn rau xanh đảm bảo thì chúng ta bổ sung cho con bằng men vi sinh. Thế nên là con nên được bổ sung men vi sinh hàng ngày để duy trì đề kháng tốt cũng như là tiêu hóa tốt, chứ bạn đừng nói là em sợ phụ thuộc lắm. Cũng tương tự như vậy thì tăng đề kháng cũng thế. Bố mẹ cứ nghĩ rằng là ôi trời, con em khỏe mạnh một cách tự nhiên. Còn gì có, ngày xưa ấy cái tỷ lệ mà tử vong ở trẻ em đặc biệt dưới 2 tuổi là rất cao. Bây giờ nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật thì em bé mới có thể phát triển khỏe mạnh được như bây giờ, như là tiêm phòng, như các loại thuốc. Thế thì chẳng nhẽ bây giờ bạn bảo là tôi muốn con tôi được khỏe mạnh tự nhiên, bạn không đi tiêm vaccine à, đúng không? Ok. Thế nên là cái việc mà tăng đề kháng cho con cũng là như vậy. Trong cái giai đoạn mà cơ thể con rất là non nớt, dưới 3 tuổi rồi chuẩn bị đi học, bạn rất nên bổ sung tăng đề kháng cho con và bổ sung hàng ngày. Ví dụ bạn có thể bổ sung lactoferrin là chiết xuất từ sữa non. Nó được gây lành tính và bạn có thể bổ sung hàng ngày cho con ngay từ khi sinh ra. Thế nên là gì? Hai cái là men vi sinh và tăng đề kháng bạn bổ sung hàng ngày là tốt nhất. Thứ ba đó là một cái yếu tố rất là thiếu ở các em bé đặc biệt dưới 6 tuổi. Có đến khoảng 3/4 các bạn nhỏ dưới 6 tuổi thiếu cái này, đó là kẽm. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ không biết được là em phải bổ sung kẽm như nào, đúng không? Đợi khi con bị ốm thì bổ sung kẽm hay bổ sung trước, thì thực ra bạn sẽ phải bổ sung như thế này. Thứ nhất là bạn bổ sung kẽm định kỳ cho em bé. Định kỳ ở đây là gì? Cứ khoảng 6 tháng bạn bổ sung một đợt cho con. Tùy vào tình trạng sức khỏe của con sẽ bổ sung khoảng từ 2 đến 3 tháng. Thứ hai đó là bạn bổ sung kẽm vào những cái đợt ốm của em bé. Có nghĩa khi em bé bị ốm một cái, bạn bổ sung kẽm cho con luôn. Bạn bổ sung là như thế nào? Bạn bổ sung liên tục từ lúc bắt đầu ốm, kéo dài liên tục 2 tuần, có nghĩa là khỏi ốm rồi bạn vẫn bổ sung kẽm tiếp cho con 2 tuần. Khi con bị ốm này, rối loạn tiêu hóa rồi viêm đường hô hấp đều nên bổ sung, vì nó sẽ giúp cho con thứ nhất là đề kháng hệ niêm mạc, đường hô hấp, đường tiêu hóa tốt hơn. Số 2 là nó nhanh chóng hồi phục cái sức khỏe niêm mạc, hô hấp và tiêu hóa, và từ đó thì con sẽ lấy lại được cái sức khỏe nhanh hơn. Đó thì đấy chính là cách mà kết hợp giữa kẽm, men vi sinh và tăng đề kháng để con mình thật là khỏe mạnh.